Bông xuống đũa, xào ăn rất ngon, nấu canh cũng ngon nữa. Là mắng cầu sim đó. Cô cha ơi, nó không nghe mùa chứ nghe mùa là trái bự. Mắng cầu sim này, lột vỏ ra, lấy cái thịt của nó bỏ vô dầm nước đá với sữa. Cô cha ơi, tiếc quá không nghe mùa. Ủa cha. Ồ, đây là bông ngọc lan phải không? Ngọc lan, nghe mùa ngọc lan. Nhưng mà thoang thoảng trong mùa ngọc lan có mùi mít. Cây mít. Cây mít mà có mùi mít là có trái chín. Có trái chín, có trái chín. Nó nè. Ui cha, ui cha, ui cha. Thơm rồi, thơm rồi, thơm rồi. Chín rồi. Yeah. Anh chín có gì cắt được này không? Có cắt, có cắt, bẻ luôn. Ui cha. Kiến. Wow. Bốn kg. Bỏ xuống. Có cái dao. Cắt rồi. Ui cha. Hôm quái hàng điên ở ngoài mình nghe. Đi bên ngoài mình đã nghe cái mùi thơm rồi. Mà cây mít nào đó đến gần phải có mùi thơm, bởi người ta nói là thơm như mùi mít. Wow. Wow. Úi chà. Úi chà. Trời ơi. Ngon quá. Muối nó dậy. Ôi trời ơi. Nước nó tươm ra, mặt nó tươm ra. Úi chà ơi. Chơi nha. Đó, nhiễu nè. Ồ, nước là ngọt à. Vợ thích ăn cái sơ. Ngộ lắm. Cái mưa mít ngọt vậy đó không ăn. Thích ăn cái sơ. Nhai dai. Ngộ. Anh là anh khoái cái sơ. Ấy thôi, nói vợ ăn sơ đi, đưa em muối em ăn cho. À, cái ở trong á, cái chuối ở trong á. Múc cái nước ở trong á. Nhưng mà chín cây đã quá. Chín cây vừa bẻ xuống. Ăn liền. Nó ngọt ngào. Cái này đúng là quê hương gặp lại. Gặp lại quê hương. Trời ơi. Lá nhào, cây nhào. Lá nhào này gói nem cũng được nữa. Ăn như lá trục luộc kia đó. Trái nhào chín nè. Người ta nói rằng trái nhào là một sự pha trộn mùi vị giữa bơ và xà bông. Rất thơm mùi bơ mà thơm xà bông. Thử coi em. Không, em lại nghe nó thơm mùi nước đáy. khai mùi nước đáy. Anh thì nghe cái hương vị mùi bơ và xà bông trận lộn với nhau. Bây giờ ăn thử nè. Cái trái nhào này nè. Ai cũng nói Việt Nam mà ai nói là nó bị khai mùi nước đáy. Chỉ là khỏi thử. Đấy. Đúng quê hương gặp lại. Ở đây là cây mít này ha. Mình ở Việt Nam đó, hồi xưa đó Sơn, mình đi ra cây mít đó thì những cái mít nó chưa chín mình không ăn được. Thì có một cái ăn mà mấy cô cũng thích lắm, đó là giái mít. Tại sao gọi là giái mít? Thiệt không? Đó, thiệt. Tức là cái bông mít mà nó bông cái nó nở ra trái, còn bông đực nó không nở ra trái, nó gọi là giái. Đây, thí dụ đây nè. Đây là trái mít bông cái nở ra. Đây là bông đực nè. Nó cũng ra cái trái nhưng mà sau đó nó hư đi. Đây nè, thấy chưa? Mà cái giấy mít này đó ăn cũng ngon lắm. Bẻ nha. Ăn được không? Nè, ăn ngon lắm. Mình cắn dập dập cái đầu đó. Không, dập đầu rồi. Bạn mình cắn ngon lắm. Trời ơi, cái này mà các cô các bà đó đi là cây mít đầu tiên là kiếm cái này chứ không phải cây mít. Các cô các bà là cây mít đầu tiên là kiếm cái giấy mít. Kì á. Nó giòn khú quá. Mà nó ngọt không? Chát chua. Ngon lắm. Chua quá. Tiện ha. Thiệt. Cái này ngon lắm. Nó là chát quá. Không phải. Ăn giống như bằng chát. Chát quá. Vậy mới ngon. Ngon gì chát ngay ngon gì. Tại sao cái bằng chát thì không phải bằng, nó có hai loại bằng: bằng ổi và bằng chát. À, bằng ổi á, ăn nó thơm dần dần với chỗ chua chua. Còn bằng chát nó chát. Bởi vì chấm ớt mới ngon. Thôi anh ăn giấy mít đi, tôi ăn mít thôi. Ăn chắc ngay, ăn gì. Quê hương gặp lại.
Có nghĩa là cái giống cầu này từ Việt Nam? Từ Việt Nam, nhưng mà một cái người họ lấy chồng Mỹ. Nó chồng Mỹ. Họ qua bên Hawaii, họ trồng được một cục, xong rồi ông già đi xin một cọng, xin có một cọng thôi. Ừ. Xong về giờ gầy giống ra tất cả bên đảo Hawaii đó là trồng từ cái đó ra, từ giống của ông già gầy ra. Rồi mang cái cọng trầu từ Hawaii qua bên này, trồng luôn bên này. Hay quá. Đây là chị Nhường, cùng với anh Nhường là một cặp vợ chồng ở tại Florida, người Việt Nam. Và hiện giờ đó cái khu vườn của anh chị Nhường trồng nhiều loại trái cây, nhưng mà đặc biệt chuyên về các loại trầu và cao. Và trầu này phần lớn bán trong Ấn. Bây giờ mình ra ngoài vườn trầu, mình coi thử, coi cái trầu như thế nào. Ok, nhắc đi nha. À, lá trầu như thế này đó, được nhiều như thế này là mình trồng bao lâu rồi? Tính tới bây giờ là khoảng 10 năm. Ủa, 10 năm lên có nhiêu thôi hả? Có nhiêu đó thôi, tại vì mỗi một lần mình gặt hái là mình phải tỉa cho nó bớt, nó không có xung xuê nhiều. Thì cái lá nó bự. Trồng cái trầu này nè, là anh bán cho người dân nào ở Florida này? Bán ở đây thì bán cho wholesale. Wholesale. Nhưng mà người dùng là Ấn Độ. Ấn Độ ăn. Ấn Độ họ ăn trầu giống như ăn trầu Việt Nam mình không? Ăn như Việt Nam. Cứ bên Việt Nam em thấy là cái trầu này nè, thường thường nó leo lên cái nhánh cây cao. Đúng, bên Việt Nam thì họ trồng như vậy, tại vì họ theo cái lịch sử, là theo cái truyền thống của câu chuyện cổ tích đó, thì trầu leo lên cây cao. Nhưng mà qua bên này đó, ba tôi làm theo business, nên là ba tôi làm như vậy cho dễ hái, không có muốn bắt cái cầu thang mà leo như vậy nó mất thời giờ. Rồi ở đây đó, ngoài trầu thì nó phải đi liền với cao, chị có trồng cao không? Có, tụi này có mấy cây cao nhưng mà trồng làm kiểng thôi. Chứ còn cao thì bán cho tụi Ấn Độ, nó không có dùng cao tươi nhiều mà tại vì không đủ để cung cấp. Cây cao, tại sao nó gọi cây cao? Tại vì nó cao. Không, cái này là cao. Cây cao. Cây cao. Hồi xưa ở Việt Nam á, nhìn cây cao này nhớ tới đi Hóc Môn, đi Củ Chi rồi đó, thì thấy trồng cao rất là nhiều. Thành ra nhìn mình với mấy người mà bẻ cao đó, thì mấy tụi nó leo lên như nè, leo lên tuốt trên ngọn mà cao lắm, đâu có tuột xuống để leo cây khác được. Nó bắt đầu nhúng qua, nhúng như nè, nhúng như cái cây nó quăng lại cái tới cây kia, nhảy qua chụp cây kia. Bắt đầu hai tiếp, cứ quăng nữa, đi nguyên vườn cao luôn. Cái trái cao ở đây đó nó vàng hơn là trái cao Việt Nam, tại vì cái khí hậu với thời tiết đó. Cho nên trồng cũng được nhưng mà nó bị vàng. Tới mùa lạnh nó chết, không thu hoạch được. Quê hương gặp lại. Gặp lại quê hương. Ớt hiểm Việt Nam, dầm nước mắm sống. Ớt hiểm Việt Nam, ăn cay miệng chơi. Quê hương gặp lại. Gặp lại quê hương. Cay. Mất cay quá. Cải bẹ xanh à, đây. Cải bẹ xanh dùng để nấu canh, cuốn bánh xèo. Cay, cay nồng, đúng là cải bẹ xanh cay nồng như vậy đó. Đây cuốn bánh xèo ăn ngon hơn là xanh à. Chị cho em hỏi thăm là cái bán cái trầu này ra nè, là bán theo lá hay là bán theo pao hay là bán theo pao? Bán theo pao. Nhưng mà khi người Ấn Độ họ bán ra thì họ bán theo lá. Ở trên New Jersey đó họ bán ra là 1 đồng 5 lá. Nhưng mà cái này đó, ở trên đất Mỹ này có một môn thuốc gia truyền là lấy cái lá trầu này 3 lá rồi một nhánh gừng cỡ bằng một bàn tay, đâm cho nát chung với nhau rồi bỏ rượu vô chừng cho nó, khi nó cạn nước á, xong mình đổ vào cái khăn, bắt đầu chườm trên lưng đằng sau mình hay đằng trước mặt là trị được ho, cảm, không cần đi bác sĩ lấy thuốc trị xịt. Bây giờ hiện tại bây giờ ở ngoài thị trường thì cái lá trầu này chỉ bán bao nhiêu một pound ra ngoài thị trường? Nếu mà tại vườn bán ra thì bây giờ là 6 đồng. Còn 6 đồng. Ở ngoài họ bán ra bao nhiêu thì không biết, mình không biết cái đó. 6 đồng một pound. Coi như 90 lá này là 6 đồng. Mỗi một ngày như vậy chị thu hoạch được khoảng chừng bao nhiêu pound trong cái vườn này? Tùy, ví dụ nó tốt á thì hái được trung bình là 30 pound một ngày. 30 pound một ngày. Nếu mà nó tốt nữa đó, lá toàn bự như thế này thì có thể hái được 50 pound. Coi như mỗi ngày vô 300 vậy. Hay quá. Một năm là 365 ngày, 900 ngày. Ngoài chị là làm cái vấn đề trầu này ra thì người Việt Nam mình có ai làm nhiều trầu này nữa không? Thì ngày xưa đầu tiên ông già tôi làm,
Còn bây giờ tại Florida này thì chỉ có tụi này thôi. À, ngay Florida này chỉ mình chị thôi. Trùm, trùm, người ta nói là du đảng thì có trùm du đảng, trầu thì có trùm trầu nè. Ăn thử nha, ăn thử lái trầu coi nó cay không. Không có đau bụng thì nó cũng làm cho tiêu. Ý, đâu có gì đâu, nó nhai giống như xà lách, nó giống như rau à. Mà nó thơm có lắm. Cái vị cay, có cái vị nồng của nó. Ý, nó còn không cay như là... Không có giống như ớt. Không giống như là không cay như cái lá cải ba xanh hồi nãy đó. Không nó đồng. dịu hơn, hơi chát chát à. À, cái lưỡi hơi tê tê. Bây giờ bắt đầu nồng. Nước rồi nè. Nước nước rồi đó. Nó chỉ chát, hơi chua nhẹ. Khai ra cái đầu lưỡi rồi. Không, chưa có gì cả. Không có sao cả. Có lẽ cái đó là do có vô với trầu với thằng đó, người với xanh thôi. Nó hơi tưng rồi. Nó tưng tưng rồi. Có ảnh hưởng nha, nó ảnh hưởng nha. Cái lưỡi hơi tê tê, cái gân này hơi dịch dịch nhẹ nhẹ, nó hơi tưng rồi. Như vậy nó có hiệu quả, À, khi hái lá trầu đó, tùy theo kinh nghiệm của người hái ở trong nghề mà biết hái cái lá nào là coi như hái được. Thí dụ nhìn cái màu xanh của lá, xanh đậm như thế này thì có thể hái được. Nhưng mà làm sao phân biệt được, nếu chưa có kinh nghiệm thì người ta sẽ nhìn nguyên một cái nhánh trầu như thế này, nó có 3 lá, 1 lá, 2 lá, 3 lá. Nếu hai lá này gần bằng nhau mà ở đây nó ra được cái chiếc lá thứ 3 thì cái lá này có thể hái được. Những cái gốc trầu như thế này là đã gieo được 1 năm rồi. 1 năm rồi và vẫn chưa thu hoạch được. Hay là cái dây nào là tốt lắm 1 năm thu hoạch được 1 lá thôi. Đây là năm thứ 2. Năm thứ 2 thì nó mới chỉ được như vậy thôi. Muốn thu hoạch được trầu đó phải từ 3 tới 5 năm trở lên. Đây cái vườn trầu này là có những gốc lên tới 10 năm và 12 năm là những dây kế bên. À, thì cái Việt Nam mình khi mà trồng cái lá trầu nó leo lên cây cao hay những cái cây đó ở bên ngoài trời, không có che một cái lưới ở trên để che nắng cho mưa gió, thành ra cái lá trầu nó vàng đi. Thì người Việt Nam vẫn dùng được. À, còn thực sự thì lá trầu vàng này vẫn dùng được, nhưng mà người Ấn Độ thì họ thích ăn cái lá trầu xanh hơn, họ cho rằng là bị hư. Lá trầu Việt Nam vàng là do mình không có mái che thôi. Đúng rồi. Năm mẫu trái thanh long trồng ngút ngàn luôn, xuất khẩu khắp nơi toàn nước Mỹ. Đây là ông chủ. Đây trái thanh long đỏ còn sót lại nè. Đó, đúng ra mùa này thu hoạch là hết rồi, nhưng mà để thu hoạch còn sót nè. Đó, bên cạnh cây thanh long là gì? Là cây ổi. Bên cạnh cây thanh long là cây cây cốc. À, đây cốc Thái Lan qua quanh năm suốt ra quanh năm suốt tháng luôn. Như vậy thì để xem được đất đai trong cây trồng thanh long thì người ta có thể trồng xen kẽ cốc, ổi rồi những cái cây mà thấp mà nó có thể thu hoạch được, nó sai rất cao đó. Trái thanh long là âm. Nắm là tại vì thời tiết nóng thôi mà. Ngọt không? Ngọt, nhưng mà chưa có chua, ngọt thôi à, ngọt cái giống chua. Em, anh cho em hỏi thăm là cái giống thanh long này là cái giống ở đây hay giống Việt Nam mình? Giống Việt Nam mình. Giống Việt Nam mình. Làm sao đem trồng được? Làm sao mình đem qua giống qua đây được? Cái nhánh đó. Như vậy là trái thanh long không phải là, ủa mình có hộp nhiều quá xong gieo hộp. Cái nhánh nó lẹ hơn. Cái giống nó lẹ hơn. Cái hộp này trồng lên không? Ra lên. Nhưng mà lâu. Bây giờ cái nhánh làm sao đem qua bên Mỹ đâu cho đem nhập vô đâu. Anh chỉ cần cắt một mắt là nó lên rồi. À. Mình nhưng cái vườn nó nhiều quá, một mắt sao trồng ra nhiều được. Đây giống từ từ. Đây giống từ từ, ok. Như vậy thì từ lúc trồng, cái nhánh mà cắm xuống trồng rồi, bao lâu mình mới thu hoạch được? Trung bình nếu có nhánh đàng hoàng thì phải trong vòng 2 năm. 2 năm là thu hoạch, là sau đó là thu hoạch liên tục luôn. Như vậy thì chừng nào nó tàn? Coi như là một năm vậy, tháng 6 bắt đầu nó có trái, tới tháng 11. Cái dây thanh long là nó bám vô cây đặng nó hút cái chất bổ dưỡng của cây nó sống. Dạ. Còn ở đây mình không có cái cây làm sao nó tăng trưởng mạnh được. Thí dụ như anh đấy. Đang xi măng nó bám cột xi măng hả? Ờ, ô bám cột xi măng. Dạ. Nhưng mà cây xi măng thì nó đâu có chất bổ đâu. À, cái này cây xi măng nó tôi nói á nó tốt hơn là cái cột cây. Tại sao? Tại vì xi măng nó có độ ẩm, độ quét, mình tưới nước ở trên á, nó giữ cái độ ẩm. À.
thì cái rễ này cây long nó giữ lâu hơn, đủ nước lâu hơn. Thằng thanh long nó thật sự nó không cần nước nhiều. Nhưng mà trước khi cái giống thanh long Việt Nam này qua đó thì bên này đã có thanh long chưa? Bên này thì cái giống thanh long ở bên này nó cũng giống như vậy, nhưng mà nó ra bông, nhưng mà nó không đậu trái. Sao kỳ vậy? Mình không có hiểu tại sao nó y chang như mình như vậy ta. Nó ra bông nhưng mà nó không đậu trái. Đây là cái bông của thanh long. Dạ, cứ có gai anh. Right here. Cô cha đâm đau quá ông ơi. Dạ. Nó giống như bởi vì anh ấy mổ tắt á, đừng có một gai anh. Dạ. Mà lý do tại sao anh không đặt giống bên này? Cái này bạn cấp kiểu Việt Nam. Đầu tiên nhất. Nhưng mà nó không có thành công là cái chỗ cái này vậy á, nó dài quá đi. Rồi ghép lên ở đây đi, bị gió bão. Hay. Cho nên đó, trồng thanh long không phải là có một cái phương pháp duy nhất, nó tùy theo thời tiết, tùy theo gió, cho nên cái cấu trúc của cái vàng thanh long phải khác nhau. Dạ, nếu mà mình cấu trúc kiểu Việt Nam dạng chữ T mà cặp phôi đa gió bão nhiều thì cái thanh long nó bị thất mùa đi, nó gãy anh, gãy, cho nên mình phải vàng dịch kiểu này. Dạ, tức là kiểu vuông, kiểu vuông nó tủa xuống. Dạ, tủa xuống nó đều hơn. Hay quá. Nhưng mà hiện tại nếu mà cái thu hoạch của anh hàng năm về năm cái mẫu mà anh trồng thanh long này á thì hàng năm anh thu hoạch được khoảng chừng bao nhiêu tiền cho thanh long không? Trung bình vậy á, là một cây gì á là mình lấy khoảng 2 thùng. Hai thùng tức là bao nhiêu phần? Khoảng 80 phần. Bao nhiêu tiền? 80 phần nếu mà đầu mùa thì mình bán được khoảng 3 đồng. Ba đồng thao. Một thùng 80 phao là 240 đồng. 240 đồng/thùng. Thí dụ toàn bộ cái farm coi như thế này, 5 mẫu đất trồng 4-5 loại cây khác nhau, vừa thanh long vừa cóc ổi xoài, ổi sắn ngàn, thì cái thu hoạch bình quân trong một năm của anh sau khi trừ hết chi phí mình còn khoảng bao nhiêu cho cái đời sống gia đình? Bây giờ nói nôm na cho đơn giản nè, thanh long có rồi, ổi có, cóc có. Thì cái chi phí hàng tháng của mình tầng ổi nó khô và đủ. Hay. Chung chi phí tầng ổi cô và lại cho thôi kìa. Còn này mình bỏ túi. Bỏ túi. Còn cóc. Cóc vợ bỏ túi. Vợ đi chợ. Chợ đi chợ. được hay. Thông thường thì người Việt Nam chúng ta trồng cây thanh long ở sau vườn ở nhà để làm kiểng hoặc là có khi thu hoạch trái ăn được. Thì cách trồng là bình thường cứ cắm nhánh thanh long xuống đất rồi cho nó leo lên, nó bám theo vách tường để nó mọc đầu mọc tràn lan. Thì như vậy cái sức thu hoạch của cái trái thanh long nó không có nhiều và cái cây phát triển không có mạnh. Đây là cái bí quyết để trồng thanh long. Đầu tiên thì mình lấy một cái nhánh thanh long đã già, chặt ngay chỗ phần này, ngay chỗ cái gốc này. Đây là cái phần cắm xuống đất, như cắm vô trong chậu này, bón phân tốt để cho nó lên. Phía trên giạt xéo như thế này, chứ không giạt ngang. Thì đây là theo kinh nghiệm trồng trọt về cái ngành thanh long, người ta cho biết như vậy. Đặc biệt thì cây thanh long nó có 3 cái nhánh ra. Đây là một nhánh, 2 nhánh, 3 nhánh, thực ra là 3 cạnh chứ không phải 3 nhánh. Thì mỗi một cạnh này nó có những cái mắt này để mọc ra cái nhánh mới được. Riêng cái mặt ở trong đó, nó láng thẳng như thế này. Đây là cái phần rễ nó mọc ra để nó bám vào trong cái cây. Đó, khi trồng người ta trồng áp sát như thế này. Như ở đây mình thấy nè, cái phần này giạt nhọn, cái phần này nó mọc ra nhánh. Thì khi bốn ngay trong một cái góc đó mình có 4 cây thanh long để nó lên. Lên trên này đó mình làm cái vàng để cho thanh long nó mọc tủa ra. Và khi mọc tủa ra rồi nó có thể mọc ra nhiều nhánh. Mọc ra nhiều nhánh, 5 nhánh, 6 nhánh, 7 nhánh, 8 nhánh, nhiều lắm. Cắt bỏ đi những nhánh khác để chừa lại đủ 4 nhánh theo 4 hướng khác nhau. Rồi đến khi cái dây thanh long nó mọc dài ra, nó ra trái, thì cái phần thâu trái mình thâu hoạch đó mình cắt bỏ cái trái đi. Đến khi cái nhánh này nó già thì mình lại cắt xác cóc bỏ nó đi để chừa lại cái nhánh non cho nó lên, nó phát triển mạnh để ra trái nữa, coi như là già bỏ, trẻ thì lấy. Đây là cái nhánh thanh long mà nó có nhiều trái một chỗ, chẳng hạn như đây mình có 3 trái thì mình phải bỏ bớt đi, chừa lại một trái lớn mà thôi. Đây là bỏ bớt nó đi thì cái trái nó mới lớn được. Đây, bỏ bớt trái này, bỏ bớt trái này đó, chừa lại một trái mà thôi. Cây sung rồi, đây là gì? Mình phải nằm để chi? Nằm chờ sung rụng. Trái sung này, trái sung này. Còn trái đi ăn. Nó chát chát và chấm muối ngon lắm. Ổi này màu tím, lá màu tím. Không, cái lá tím thì có khi nó ra tím. Ủa cha, trái ổi màu tím. Ấy. Màu tím. Ở Việt Nam trái ổi xẻ đó nó chín vàng, đỏ có, nhưng mà tím không thấy. Cái này là ổi gốc xá lị, tại sao màu tím? Màu tím giống như màu của vú sữa. Coi cái ruột coi. Ý, ruột trắng tươi à. Ừ.
Xốp xộp à? Xốp ngọt chua. Nhìn như vậy á, không ai nói trái ổi á. Đúng không? Nè. Nhưng mà ăn cái mùi vị nó giống trái ổi. Không, nó là ổi. Chỉ có cái màu nó khác thôi. Nhưng mà có lẽ lần đầu tiên được Thảo thấy trái ổi màu tím, không biết Việt Nam mình có hay không thôi. Không sao quá. Nha. Người Việt Nam đến đây trồng những cái loại trái cây và rau quả như là để một phần nào nhớ về quê hương, như là những hình ảnh mà giữ lại trong lòng của người Việt xa xứ. Mỗi ngày đi ra vườn, nhìn cây trái, nhìn rau cỏ để như thấy rằng một mảnh trời quê hương ở trong lòng mình trên xứ khách vậy.